Có 201 tờ giấy được đánh số trang như trên. Hỏi tờ giấy cuối cùng được đánh số bao nhiêu? Để tìm quy luật của dãy số, trước hết chúng ta đi khảo sát khoảng cách giữa các số hạng. 3 trừ đi 1 bằng 2, 5 trừ đi 3 bằng 2, 7 trừ đi 5 bằng 2, 9 trừ đi 7 bằng 2. Vậy đây là một dãy số cách đều với khoảng cách bằng 2. Trang thứ nhất được đánh số 1. Tờ giấy thứ hai được đánh số 3 bằng số đầu tiên cộng với 1 khoảng cách là 2. Tức là bằng 1 cộng với 1 khoảng cách 2 nhân 1. Số thứ 3 bằng 5 đúng bằng số đầu tiên là 1 cộng với 2 khoảng cách. Tức là bằng 1 cộng với 2 nhân 2. Tờ giấy thứ 4 đánh số 7 bằng 1 cộng với 3 khoảng cách. Tức là bằng 1 cộng với 2 nhân 3. Tờ giấy thứ 5 đánh số 9 đúng bằng 1 cộng với 4 khoảng cách. Tức là bằng 1 cộng với 2 nhân 4. Vân vân. Dựa vào quy luật trên đây, hãy tính xem tờ giấy cuối cùng được đánh số bao nhiêu. Hãy comment đáp số của bạn ở phía dưới. Nếu các bạn thấy video này hay và có ý nghĩa thì xin hãy chia sẻ. Đừng quên like page Toán Thầy Kiên để nhận được những bài toán hay tiếp theo.